7 mã bếp tiếp theo trong video ngày hôm nay là những cái mã bếp cực kỳ xuất sắc nha các anh chị nhé. Độ mới 90-95%, giá thành bình dân, đa dạng các cái chức năng, đa dạng mẫu mã để các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn. Dòng khủng long mặt đá, nồi đồng cối đá, giá đồng xu. Mẫu bếp mà không lò nướng, đơn giản, dễ sử dụng, an toàn và tiết kiệm. Mẫu bếp ga full inox này các anh chị này. Ngày hôm nay, video ngày hôm nay sẽ là 7 mã bếp với nhiều cái mẫu khác nhau, kiểu dáng khác nhau và giá thành khác nhau để các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn nha các anh chị nhé. Dạ vâng, các anh chị đang đón xem video trên kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai và trên kênh Bếp Nhật An An. Các anh chị vào xem video, vào xem bếp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like nha. Em sẽ chia sẻ chi tiết đến các chị từng mẫu mã một để mình dễ dàng theo dõi và dễ dàng biết được cái, xác định được nhu cầu ạ. Các anh chị vào xem thì có thể giúp em chia, ủng hộ em một đăng ký kênh, cho em xin một like, một bình luận, một góp ý ở phần dưới video được không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chiếc bếp đầu tiên em chia sẻ đến các anh chị là chiếc bếp mang thương hiệu Zinai. Dòng bếp nốt nhấn nha các anh chị nhé. Dòng bếp công tắc bật bếp nốt nhấn như thế này. Nốt nhấn thì rất là đơn giản, dễ sử dụng và gần như là cái tỷ lệ mà khách hàng thích cái dòng nốt nhấn là rất là nhiều. Bếp sẽ đánh lửa bằng pin to, pin đại nha các anh chị nhé. Khay chứa pin thì luôn luôn nằm ở góc trái của bếp. Các anh chị mua bếp em sẽ gửi tặng các anh chị một đôi pin để các anh chị test bếp và thử bếp. Đấy, công tắc bật bếp là phím nhấn đề. Thì ở dưới mỗi công tắc phím nhấn sẽ có khóa trẻ em nha các anh chị nhé. Dưới công tắc phím nhấn sẽ có khóa trẻ em để cho mình nhấn xong là mình nấu xong mình khóa lại. Thì trẻ em, nhà mà có trẻ em nhỏ ấy, các cháu sẽ không nghịch vào được bếp nha. Đấy, đó chính là ưu điểm của dòng khóa trẻ em và của dòng nốt nhấn. Bếp có hai chức năng chính: cạn nước, tự động tắt lửa tự động khóa ga nhờ có tim cảm biến chạm đáy nồi. Đây chính là tim cảm biến chạm đáy nồi để đo nhiệt độ nồi. Khi nhiệt độ nồi lên cao, bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Hai bếp nấu phía trên cùng với một bếp nướng ở phía dưới. Đơn giản, dễ sử dụng nha các anh chị nhé. Đơn giản, dễ sử dụng. Mã này em ký hiệu là A104 nha các anh chị ơi. A104, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai. Chức năng đơn giản, mặt men, chống cháy nồi, chống giò rỉ ga, cạn nước, tự động tắt lửa tự động khóa ga. Mẫu này A104 em bán cho các anh chị với giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng, giá em đã bao ship và sẽ tặng kèm các anh chị một đôi pin ạ. Em chia sẻ đến các anh chị mã A204. A104 là dòng nốt nhấn thì A204 sẽ là dòng phím vặn như thế này nha các anh chị nhé. Đối với cái dòng phím vặn này thì thường là các bác mà có tuổi một tí, các bác mà khoảng 6-70 tuổi là các bác chỉ thích dùng cái dòng phím vặn này thôi. Bởi vì phím vặn ấy nó gần gũi, nó thân thuộc với cái bếp của Việt Nam mình, cho nên là các bác rất là thích, các bác lớn tuổi rất là thích và dễ dùng, sử dụng rất là dễ, mình vặn như này là được thôi. Khay chứa pin thì cũng luôn luôn nằm ở bên góc trái của bếp và em sẽ gửi tặng các anh chị một đôi pin khi các anh chị mua bếp nha. Hai bếp nấu phía trên có chức năng chống cháy, cạn nước, bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga. Có hai bếp nấu ở phía trên thôi. Hai bếp nấu phía trên bo lửa cực kỳ đẹp này. Có chức năng chống cháy, cạn nước, tự lửa tự động khóa ga nhờ có tim cảm biến chạm đáy nồi ạ. Hai bếp nấu phía trên kèm một khay nướng ở phía dưới. Thì khay nướng này mình sẽ nướng những cái món đơn giản nha các anh chị nhé. Nướng cá, nướng mực, nướng tôm, nướng cua, nướng trứng, nướng những cái món đơn giản thì các anh chị nướng ở cái khay nướng này. Mã này em ký hiệu là A204 nha các anh chị nhé. A204 ạ. Hai bếp nấu an toàn phía trên kèm một khay nướng ở phía dưới. Mẫu này đến từ thương hiệu bếp Zinai. A204, chức năng đơn giản, em bán cho các anh chị với giá là 2.200.000 đồng ạ. 2.200.000 đồng, giá em cũng đã bao ship và sẽ tặng kèm các anh chị một đôi pin. Chia sẻ tiếp theo đến anh chị một cái mã bếp phun chức năng đi các anh chị nhé. Các anh chị chờ em chia sẻ cái dòng bếp phun chức năng. Mẫu A304. A304 các anh chị nhé. A304 sẽ là dòng bếp khủng long mặt đá. Sẽ là dòng bếp khủng long mặt đá này các anh chị này. Màu này là màu đá xanh lục bảo nha các anh chị nhé. Đây là cái mẫu duy nhất sở hữu bo học gang đúc nguyên khối nha các anh chị ơi. Học gang đúc nguyên khối và bo lửa bằng đồng. Đây là mẫu bếp duy nhất có được cái tính năng ưu việt, đó là học gang đúc bo lửa bằng đồng nguyên khối nha các anh chị nhé. Gọi là siêu siêu bền luôn. Cái dòng này là khủng long mặt đá, nồi đồng cối đá nặng 22 kg.
nặng 22 kg. Riêng về cái sự sự bền, cái sức nặng và cái độ bền thì cái chiếc bếp này là cái chiếc bếp đỉnh nhất trong dòng bếp Nhật nha các anh chị nhá. Nó là dòng đỉnh nhất trong dòng bếp Nhật này. Dòng mặt đá nhưng không phải là mặt đá bình thường mà đá ánh kim tuyến nha các anh chị nhá. Nó sẽ có cái ánh kim tuyến như thế này làm cho mình nhìn cái bếp nó rất là sang trọng luôn này các anh chị này, rất là sang trọng luôn. Đá ánh kim tuyến nặng 22 kg và đây là dòng bếp full chức năng. Cả hai bếp nấu phía trên các anh chị đều hẹn được giờ, thời gian hẹn giờ tối đa là 99 phút. Tối thiểu là 1 phút và tối đa là 99 phút nha các anh chị nhá. Đây là đồng hồ hẹn giờ này. Và bếp nướng sẽ là hai tầng lửa. Bếp nướng hai tầng lửa các anh chị hẹn giờ được tối đa là 15 phút. Khay nướng hai tầng lửa thì cho phép mình nướng thực phẩm không cần phải lật mặt. Thực phẩm, cái món nướng của mình sẽ chín đều cả trên cả dưới, mình không cần phải lật mặt trong cái quá trình nướng thực phẩm nha. Hai bếp nấu có hẹn giờ, bếp nướng có hẹn giờ. Bếp sẽ có chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo, có cài đặt nhiệt độ 160, 180 và 200. Đây là một chiếc bếp mặt đá khủng long full chức năng nha các anh chị nhé. Dòng này là dòng khủng long nồi đồng cối đá. Nó sẽ có rất là nhiều kiểu khủng long, nhưng cái mã khủng long mà em chia sẻ đến các anh chị này, nó sẽ sở hữu là họng gang đúc và bo lửa bằng đồng nha các anh chị nhé. Họng gang đúc bo lửa bằng đồng cực kỳ bền luôn. Mã này em ký hiệu là A304 á. A304 dòng khủng long mặt đá nồi đồng cối đá, giá là 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng giá em đã bao ship và tặng kèm cho chị một đôi pin. Chia sẻ đến các anh chị, cái mã tiếp theo sẽ là một dòng bếp đơn giản. Nếu như gia đình mình đã có lò vi sóng, đã có nồi chiên không dầu thì các anh chị sở hữu sang cái mã bếp không lò nướng này các anh chị nhé. Rất là nhiều khách hàng thích cái dòng không lò nướng bởi cái sự đơn giản và nhìn nó thon gọn. Bếp chỉ có hai chức năng chính thôi, chống cháy nồi, nhờ có tim cảm biến chạm đáy nồi thì khi mà các anh chị nấu, nồi cạn nước bếp sẽ tự động tắt lửa nha các anh chị nhá. Nồi cạn nước bếp sẽ tự động tắt lửa. Mẫu bếp không lò nướng này là thương hiệu Zinai, công tắc bật bếp là phím nhấn đề nha các anh chị. Đấy, phím nhấn đề này các anh chị chỉ cần nhấn như thế này thôi là bếp đã nấu được rồi. Đấy, dòng mà màu vàng cát rất là nhẹ nhàng, thanh gọn. Mã này đời 2022. Đời 2022 nha các anh chị nhá. Phía dưới thì nó đơn giản, nó chỉ có bếp nấu không cho nên là nó rất là đơn giản thôi. Đấy, lưới chống chuột nhà em cũng đã bao hết rồi. Các anh chị về chỉ sắm mỗi bình ga xong sử dụng nhá, không cần phải làm thêm cái gì vào đây nữa. Đấy, chiếc bếp không lò nướng A404, mã này đời 2022. Em bán cho anh chị với giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng nha các anh chị nhá. Giá này em cũng đã bao ship rồi và sẽ tặng kèm các anh chị một đôi pin. Em sẽ chia sẻ cho các anh chị mã tiếp theo. Mã tiếp theo một chiếc bếp và tiếp tục là một chiếc bếp đến từ thương hiệu bếp Zinai. Dòng mã bếp nốt nhấn nha các anh chị nhá. Công tắc bật bếp sẽ là dòng phím nhấn đơn giản dễ sử dụng. Và để chỉnh lửa to nhỏ thì các anh chị chỉnh lửa to nhỏ trên cái khay này nha. Chỉnh lửa to nhỏ đây. Công tắc bật bếp phím nhấn nha. Mẫu này thì tháng 9 năm 2020 các anh chị ạ. Tháng 9 năm 2020, khay chứa pin cũng luôn luôn nằm ở góc trái của bếp nha các anh chị nhá. Chiếc bếp này thì màu là màu ghi sáng này các anh chị này, màu ghi sáng, một chiếc bếp màu sắc rất là dễ nhìn. Nếu như các anh chị nào mà chỉ thích ưa một cái màu sắc nhẹ nhàng thì các anh chị lựa chọn cái mã này. Em ký hiệu mã này là A504, A504 nha các anh chị nhá. Hai bếp nấu phía trên có chức năng chống cháy, cạn nước, bếp tự động tắt lửa, bếp tự động khóa ga, chống cháy nồi. Tức là có cái tim cảm biến này sẽ đo nhiệt độ nồi. Khi mà nhiệt độ nồi đạt từ 200 là bếp bắt đầu nhỏ lửa và 250 độ C là bếp sẽ tắt lửa khóa ga nha các anh chị nhé. Hai bếp nấu và một bếp nướng đơn giản này các anh chị này. Bếp nướng đơn giản như thế này, các anh chị sẽ nướng những cái món đơn giản nha các anh chị nhé. Nướng cá, nướng mực, nướng tôm, nướng cua, nướng trứng, nướng được rất là nhiều đồ ăn ở trong cái khoang nướng này nha các anh chị ơi. Hai bếp nấu an toàn, một bếp nướng đơn giản. Bếp Zinai đời 2020, công tắc bật bếp là phím nhấn đề, dễ sử dụng và kiểu dáng hiện đại rất là đẹp nha các anh chị nhé. Mã này em bán cho các anh chị với giá là 2.600.000 ạ. 2.600.000, A504 nha các anh chị nhé. A504, 2.600.000 đồng. Chia sẻ tiếp cho các anh chị mã tiếp theo, một chiếc bếp full chức năng, dòng bếp
thương hiệu Osaka Ga. Mẫu này thì sẽ là thương hiệu Osaka Ga nha các anh chị nhé. Công tắc bật bếp cũng sẽ là dòng phím nhấn như thế này ạ. Đây là một chiếc bếp có rất là nhiều ưu điểm. Và ưu điểm đầu tiên là cái bo lửa, sở hữu bo lửa đồng nguyên khối này các anh chị này. Với cái bo lửa đồng nguyên khối này, các anh chị nấu cho em 3-40 năm sau cũng không hỏng luôn nha các anh chị nhé. Bo lửa đồng vàng nguyên khối, đồng vàng nguyên khối nha các anh chị nhé. Siêu siêu bền luôn ạ. Mặt bếp sẽ là mặt men. Và có ưu điểm tiếp theo muốn chia sẻ với các anh chị, đó là cái dòng cảm biến đáy nồi này các anh chị này. Không có nồi thì bếp sẽ không cho nấu nha các anh chị nhé. Không có nồi đặt lên bếp sẽ không bật lửa không được nha các anh chị nhé. Chỉ khi nào có nồi thì bếp mới đánh lửa. Em đặt một cái nồi lên để em cho các anh chị thấy này. Nếu không có nồi, đấy, khi mà có nồi là bếp sẽ đánh lửa nha các anh chị nhé. Khi có nồi bếp là sẽ đánh lửa thì gọi là cảm biến đáy nồi. Có điều là em chưa bắc ga nên nó sẽ không lên lửa nhá. Còn nếu như không đặt nồi lên thì bếp sẽ không đánh lửa này các anh chị này. Đấy, anh chị thấy không? Đó chính là dòng cảm biến đáy nồi. Có nồi đặt trên bếp thì mới lửa mới lên. Hai bếp nấu đều hẹn được giờ nha các anh chị nhé. Cả hai bếp nấu các anh chị hẹn được 99 phút. Cả hai bếp nấu hẹn tối thiểu là 90 phút và tối đa là 99 phút. Rồi bếp nấu bên tay trái các anh chị sẽ cài đặt được nhiệt độ 160, 180, 200. Tự động nấu cơm, nấu cháo chính là chiếc bếp bên tay phải này. Khay nướng 2 tầng lửa. Khay nướng 2 tầng lửa các anh chị nướng được rất là nhiều đồ ăn luôn này. Các anh chị nhìn thấy khay nướng này. Khay nướng vị nướng rất là đẹp nha các anh chị nhé. Lại khoang nướng sạch sẽ, rộng rãi, các anh chị phải nướng được rất là nhiều đồ ăn ở trong cái khoang nướng này luôn. Bếp nướng hẹn giờ 18 phút và đồng hồ bếp nướng riêng, đồng hồ bếp nấu riêng, rất là tiện lợi sử dụng nha các anh chị nhé. A604, mã này em bán cho các anh chị với giá là 3.900.000 đồng, 3.900.000 đồng nha các anh chị nhé. Rồi chia sẻ tiếp tục đến các anh chị mã tiếp theo. Mã tiếp theo sẽ là dòng bếp Zinai, dòng bếp mặt kính full inox nha các anh chị nhé. Mẫu này sẽ là dòng mặt kính full inox này các anh chị này. Kính phía trên sẽ là kính phủ kim tuyến nhé. Bo viền xung quanh sẽ là bo viền inox này các anh chị nhé. Kiềng inox, bo viền inox nha các anh chị nhé. Đấy, một chiếc bếp full chức năng, có khay nướng 2 tầng lửa, có khay nướng 2 tầng lửa, có đồng hồ hẹn giờ bếp nấu và bếp nướng riêng biệt nha các anh chị nhé. Mẫu này là dòng bếp full inox thì giá nó sẽ cao hơn các cái mẫu bình thường. Mã này em bán cho các anh chị với giá là 4.800.000 đồng ạ. 400.800.000 đồng nha các anh chị nhé. Em vừa đi qua cho các anh chị những cái mã bếp đơn giản dễ sử dụng. Các anh chị ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Còn chưa ưng mã nào thì cũng liên hệ với em số Zalo 0327238868 để em chia sẻ và tư vấn giới thiệu cho các anh chị những cái mẫu bếp phù hợp với gia đình mình nhé.